Nè, chào anh em lại đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì hôm nay mình ở đây mình có một con Viva. Một cái con Viva này hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái bài mà để làm cái con Viva của anh em có thể đi bốc hơn rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, mà bài này mình sử dụng đồ zin hết nha anh em ơi, rất là tuyệt vời thôi. Rất là đơn giản thôi. Thì đây là con Viva mình đang dọn mới nè anh em, dọn mới và mình bán con xe này luôn. Cái con xe này thì mình bán khoảng hai mấy triệu đấy. Bô mới rồi gì nè ha. Thì ở đây thì mình sử dụng nè. À, một cái bài để mà mình hướng dẫn cho anh em chơi cái con Viva của anh em có thể bốc hơn. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng bình xăng con Shogun 125cc. À, bình này mình gắn lên là như zin luôn nha anh em, không có khác gì cả. À, garanti nó rất là mượt, chạy rất là bốc luôn. Bình này cực kỳ bốc, anh em nên đi bình này nha. Mấy anh em nào mà bình xăng con của mình bị hư á, cái bình Viva nó lại mắc hơn cái bình Shogun. Cái bình Viva là 1.550.000, trong khi đó bình Shogun chỉ có 1.2 thôi, nên em mới có thể là đi bình Shogun này nè, rất là ngon. À, bình Shogun ha. À, bình này là bình Suzuki Shogun chính hãng luôn đó anh em. À, mã là 20G. Rất là ok. Bình chịu hay ha. Kết hợp với đó là mình đi gì anh em ơi? Đó là chúng ta đi một bộ chuông và ba kèn của thằng Shogun nha. Chiếc này mình đã đi chuông và ba kèn của Shogun rồi, nghĩa là ba kèn lớn gắn như zin luôn. À, đồ của Su thì nó tuyệt vời như thế đó. Đồ của Su nó được cái là chúng ta có thể gắn chung. Chúng ta có thể gắn chung cho nhau ha. Thì ở đây mình đã sử dụng chuông và ba kèn Shogun rồi, đi rất là bốc, cực kỳ bốc luôn. Anh em thử cho mình đi là bộ chuông trước với ba kèn Shogun, đi cực kỳ bốc luôn. À, bộ chuông và ba kèn là 1.7 triệu ha, với lại cái bình xăng này là 1.2 triệu. Nếu mà anh em đang bị chiếc xe mình mà nó đang chạy mà nó không còn được giống như mình mong muốn nữa, anh em xem xét hai cái món này. Thứ nhất là chuông và ba kèn trước Shogun, thứ hai là bình xăng con Shogun. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe nha, về cái bình này mình xem nó như thế nào nha. À, bây giờ mình đề nè. À, đây nè, đây nè anh em, mình vừa bấm đề cái là nó nổ gan tia rất là nhuyễn luôn nè. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ lên ga thử nguyên một cái ga tròn luôn cho anh em coi nghe như thế nào nha. Tròn một ga luôn. Anh em nghe cái tiếng ga của nó rất là tròn đúng không anh em, mà nó lên rất là lẹ nữa. Bình xăng này đi cực kỳ bốc nha. Rồi anh em nào chơi Viva có thể tham khảo. Thứ nhất, lưu ý lại, bình xăng con Shogun 1.2 triệu. Nếu anh em đang bị hư bình xăng con, thay vì phải thay bình Viva 1.550.000, anh em có thể lưu ý thay bình Shogun này với giá 1.2 triệu thôi. Thứ hai, đó là một cái bộ ba kèn và chuông Shogun ha, đi rất là ngon. Đó, ok. Rồi anh em có thể mua hai món sản phẩm này ở kênh anh Thợ Độ Suzuki ở số 0945675425 nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Con Shogun và nồi Shogun nè anh em, rồi vô thử ga nhẹ đi em. Đó, nó rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Rồi làm lại thử cái nào. Mình khi đi ba kèn với lại chuông Shogun á, mình lên rất là nhẹ anh em. À, nồi này cực kỳ bốc nha. Ok anh em.